Chào mừng anh chị các bạn đã quay trở lại với Hải Đường TV. Và hôm nay Hải Đường cùng với đội ngũ Sun Home sẽ giới thiệu anh chị các bạn một căn hộ 3 phòng ngủ sở hữu tầm view panorama, một căn hộ vòng cung tại Vinhome Golden River với diện tích 121m2 đang được rao bán ở mức giá chỉ 28,5 tỷ, một mức giá cực kỳ tốt cho một căn hoa hậu trong giai đoạn thị trường đang hồi phục hiện nay. Và chúng ta đang đứng ở đây là một không gian phòng khách ha anh chị các bạn. Và mọi người có thể thấy là chỉ có tại Vinhome Golden River chúng ta mới có được những căn hộ sở hữu, đầu tiên là hộ full kính nè, thứ hai là bo cong một góc ha. Ở đây chúng ta sẽ bo cong một góc 45 độ và tầm view tuyệt đẹp ra bên ngoài. Mọi người có thể thấy trong từng ô kính chúng ta sẽ có những khung cảnh đẹp nhất của Sài Gòn. Bên đây chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tòa nhà của dự án Grand Marina ha. Xong tới khu biệt thự Victoria Basson, khu biệt thự trăm tỷ. Rồi chúng ta thấy được không gian tòa nhà cao thứ 3 Sài Gòn ha. Tòa nhà Marina Central Tower cao 55 tầng và chuẩn bị bàn giao vào đầu 2025. Rồi chúng ta thấy được toàn bộ trung tâm quận nhất, thấy được sông Sài Gòn nè, thấy được cầu Ba Son, cũng như là dự án The Metropole và toàn bộ khu đô thị mới Thủ Thiêm, cực kỳ đẹp nha mọi người. Và với trải nghiệm của Hải Đường tại Vinhome Golden River thì tại không gian này các gia chủ sẽ có những cái bức tranh tuyệt đẹp về trung tâm thành phố nè, sáng sớm nè, buổi trưa nè, buổi chiều hoàng hôn rồi buổi tối. Và đặc biệt là mỗi dịp lễ ở đây chúng ta sẽ thấy được 4 điểm bắn pháo bông của thành phố luôn, cực đẹp. Căn hộ này đã được gia chủ đề co full nội thất, mọi người có thể thấy được đây là một trong những căn hộ đã được chăm chút rất là tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Thì gia chủ khi mua căn hộ này cách đây khoảng 2-3 năm là đã đề co full lại hơn mọi người. Trần, tường, sàn, mọi thứ đã được gia chủ làm lại hết, từ sàn gỗ cũng như là tất cả các đồ nội thất đều được nhập khẩu từ châu Âu. Như bộ sofa này được nhập khẩu từ Ý nè, ở đây chúng ta có chiếc bàn da cá đuối nè. Và không gian này là một phòng ngủ trước đây đã được đập thông với không gian theo thiết kế của chủ đầu tư. Đây là phòng khách nè, và đây nhà bếp. Thì gia chủ đã dành cái không gian này làm không gian nhà bếp nè, không gian đây là bàn ăn và phòng khách. Mọi người có thể thấy các không gian được thiết kế rất là chăm chút ha. Qua đây chúng ta có không gian nhà bếp nè, với một chiếc đảo bếp lớn. Và căn hộ này được decor theo phong cách kết hợp tông màu xanh trắng chủ đạo với các đồ nội thất giả cổ rất là đẹp. Phía đây chúng ta có không gian nhà bếp cũng được gia chủ làm lại toàn bộ tủ bếp nè, thiết bị nhà bếp. Và đây tất cả thiết bị nhà bếp đều là thương hiệu Bosch cho mọi người. Rồi ra đây thì chúng ta sẽ có một chiếc ban công rất là rộng. Căn hộ 3 phòng ngủ tại vị trí góc này thì sẽ có ban công rất là rộng dài kết nối từ cái không gian nhà bếp nè tới không gian phòng khách phía bên đây. Và ban công này về buổi chiều rất là mát nha mọi người, gió từ sông vào sẽ rất là thoáng và mát. Và chúng ta sẽ có tầm view rất là đẹp từ ban công này. Rồi mời mọi người tiếp tục khám phá không gian trong nhà. Bên đây thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ nha, phòng ngủ nhỏ nè, phòng ngủ master. Bên đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ nhỏ thì gia chủ đã dời các cái đồ nội thất đi. Thì gia chủ mới khi mua căn hộ này vào thì Đường nghĩ có thể là chúng ta sẽ decor thiết kế lại và đưa những cái đồ nội thất hay phong cách nội thất mang dấu ấn riêng của mình vào. Đây là phòng ngủ nhỏ thì chúng ta cũng sẽ có tầm view rất là đẹp. Ví dụ ở đây chúng ta thiết kế một chiếc giường này, sở hữu tầm view ra ngoài rất là đẹp nha mọi người. Đó. Rồi mời mọi người khám phá không gian phòng ngủ master. Đây là chúng ta sẽ có không gian phòng ngủ master với một nhà vệ sinh ha. Bước vào nhà sẽ có một chiếc nhà vệ sinh có diện tích tương đối lớn, được đề có thiết kế với một chiếc bồn tắm ở đây. Thì không gian nhà vệ sinh này chỉ vẫn giữ nguyên cái hiện trạng mà chủ đầu tư Vinhome bàn giao. Bước vào đây chúng ta sẽ có một khoảng không lớn của phòng ngủ master này và một chiếc ban công ở đây. Rồi mời mọi người ra đây. Với chiếc ban công này chúng ta sẽ sở hữu tầm view cũng rất là đẹp. Ví dụ ngồi ở đây vào buổi chiều uống trà, cà phê, chúng ta sẽ thấy được thảo cầm viên phía này nè. Nhìn qua đây chúng ta vẫn thấy được khoảng sông Sài Gòn ha, và bao quát toàn bộ trung tâm Sài Gòn ở đây. Và hiện tại với cái giá bán 28 tỷ rưỡi thì đây là một căn hộ có mức giá tốt tại khu vực trung tâm. So với các dự án như The Metropole, The River, Empire City hay Grand Marina Sài Gòn thì mức giá tại Vinhome Golden River đang sở hữu một mức giá rất là tốt. Các căn hộ tại Vinhome Golden River chưa tăng giá nhiều từ đầu năm tới nay. Và đây là một trong những sản phẩm Đường nghĩ là đầu tư sinh lời rất là tốt, mua để ở dài hạn cũng rất là tốt nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng Hải Đường khám phá căn hộ này và hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo. Hải Đường, chuyên bất động sản tại khu vực trung tâm Sài Gòn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.